Nhóm trộm lấy chuối ăn để có sức rồi quay lại giở trò chôn sạch tài sản nhà dân. Một vụ trộm đột nhập khá táo bạo của các đối tượng mà bạn nên cùng Sài Gòn TV theo dõi. Điều lạ là trước khi hành sự, nhóm này lấy bùn chuối của gia chủ ăn no, sau đó mang xe tới gom trộm sạch đồ đạc bên trong. Diễn biến được camera an ninh nhà dân ở Bạc Liêu mới đây như lời nhắn gửi bà con cần chủ động cất kỹ những tài sản xung quanh nhà, đặc biệt một số vùng quê vốn xưa nay yên bình. Lúc này có ba thanh niên xông vô nhà dân đi dạo như chốn không người. Sau khi buộc tên lấy bùn chuối, cả nhóm bỏ đi. Ít lâu sau, nhóm này quay lại với cái xe cổ kéo. Được biết nhóm này vừa trộm được của một nhà dân khác. Các đối tượng bưng trộm thùng hải sản phía trước bỏ lên, sau đó lấy luôn chiếc xe đạp em bé, rồi khiêng một số đồ đạc khác cho lên xe. Một vụ trộm theo người dân không khác gì đi chợ lựa đồ và muốn thông qua kênh Sài Gòn TV để chia sẻ rộng rãi cho mọi người cảnh giác hơn. Quả thật trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, từ trong ngõ cho đến ngoài xóm, từ trong nhà ra tới xa lộ, từ trộm cướp biệt vương đến trộm cướp thành thị. Cho nên mọi người hãy mạnh tay share những clip như thế này từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.